họ gọi anh là máy bay. Họ gọi anh là máy bay, chính xác hơn vì làm cơ trưởng. Phong cách anh chơi khá hay, nên nhiều em giờ còn cơ tưởng. Bất kỳ nào anh là bad boy, vì phải chăm quen lo suốt cả tuần. Anh cần là thể xác tôi phân phối kích thích mỗi khi đã cần. Cô gái ngây thơ lòng chàng tình yêu mùi hương nồng say. Anh yêu em thật rồi, lời chân thật ra hoa anh tôi lên bức tranh. Ta biết nhau từ lâu nào, phải từng ở nơi đâu tìm hoài mà chẳng thấy. Chìm sâu vào con tim anh thương nhớ em, nghe nhau là từng tư nên là phải cưới em. Hai chúng ta đẹp đôi nào, mà giấc mơ mà tôi yêu em nhất rồi. Tôi đã từng bị bỏ rơi, nên tôi rất sợ khi quen một ai đó. Tôi luôn tự hỏi bản thân mình là liệu họ có bỏ tôi để rồi đi thêm một lần nữa hay không? Hello, mấy cục vàng của em. Mời thêm người nữa đi nè. Hello bạn. Hả? Ủa anh? Là anh đây vợ yêu. Em chơi với trai có vui không? Dạ. Hửm. Dạ không có vui. Đi vào đây, khẳng vô dấu xin xin vô xài. Ở trong game chúng ta ghép cặp đôi bá đạo, nhưng chỉ là hạnh phúc ảo mà thôi. Duyên của ta online thì mới có, tắt mạng rồi tự động xóa tin nhau. Mạng xã hội mà, hai người mà không biết á, thì bốn người sẽ vẫn vui. Thì không thua.
Thầy wifi tại sao hôm nay làm ăn như thế? Tổ cha cái mạng SIDA như cái quần đùi. Làm trận solo đang đi tung tăng gặp phải thắng hắt. Lũ ra một bát ngư vã bay ra xanh chờ. Kìa anh em ơi tại sao chơi game mà lại đi hắt? Cổ thân số tao nó đen gặp phải tụi mày. Vậy thật wifi tại sao lại ra đông nói như vậy? Mềm thứ ba xong thì gia ta chỉ toàn phá game. Đành lúc bị bán thì đi kêu quán chưa bới ông Tùng. Em không làm gì mà lý do gì.
rồi mưa giông đến đây kêu bắt bố bằng mình không phải bằng chân ai đợi ai nghe cứ thế dài mình qua sông còn ngóng trông không chẳng có duyên cũng lơ là bóng mây hàng dần tan theo ánh trăng đào hàng thương thân mình cô yêu thế thôi sớm chiều một lần thứ tư đang mơ thành tay đâu còn sao quay ngược thời gian cứ thắc mắc cứ thế đâu ai thế thôi. Ngọc thích mọi người đăng video lên link nhạc của Ngọc đây. Top 1, top 2 sẽ có ca sĩ cho mọi người nha. Còn đây là Ngọc trước này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em chỉ đơn phương người thôi. Vậy yêu đơn phương là gì? Là ngọc trắng dám nói ra. Vậy nói ra ta đừng gì, được thêm một từ mà đi. Mân đi giấc mộng đẹp, đêm ta vẫn cứ mơ, mơ làm mơ. Vậy yêu đơn phương là gì? Là muốn kề bên một chút thôi, thế cũng đủ rồi. Nụ hoa không vương vấn thôi, thôi mong đợi gì? Ta có tư cách chi? Gọi em là cô gái thợ săn, bởi vì em thích bắt con cọp. Mắt thầy đưa tình nhìn anh, mà cái tay mò bóp con. Thích nhau thì nói mẹ đi, bị đặt đà tới đà lui làm mẹ gì? Thế kỷ mới rồi, thích thì đến đi, hôn nhau đi. Dạ, rồi nói qua nói lại làm gì cho tốn thời gian, đà tới đà lui gì? Nếu mày không thích nó thì mày chơi nó làm gì? Mà nếu mà đằng kia đấy không thích nhỏ này thì buông theo nhỏ này làm gì? Đặt thả thích thì đã thích mẹ đi, gặp tao ừ bạn ơi thấy bạn rồi ấy được cũng như mày có cao tưởng. Đã nhiều lần anh muốn quên, anh muốn xóa những gì không vui. Nhưng tại sao anh không thể xóa? Nhưng vì sao anh chẳng thể quên? Chẳng tại vì anh quá yêu nên anh vẫn nhớ một người không nên nhớ. Yêu thương rời xa dù anh có níu kéo thì giờ đau khổ cũng chỉ riêng anh mà thôi. Gọi em là cô gái thợ săn, bởi vì em thích bắt con cọp. Mắt thầy đưa tình nhìn anh, mà cái tay mò bóp con. Đôi khi cảm xúc của con người cũng là con dao hai lưỡi. Ngược thời cỡ ngựa bắn cung, hết thời cúi xuống lụm cái cung bắn cung. Chừng chữ gì nữa, xin em hãy mau. Sau chuyến đi này, mong sẽ phải lòng nhau. Sau chuyến đi này, sau chuyến đi này, mong sẽ phải lòng nhau. Nếu bạn đã và đang bị người khác body shaming và quýnh giá vẻ bề ngoài của bạn thì đây là video thông điệp vũ trụ dành cho bạn. Đủ má tao có như thế nào thì kệ bà, tao mất mới gì mày phải phán xét tao như vậy. Bây giờ mập thì mày cũng nói, giờ xấu da xấu thì cũng nói, cái gì cũng chê hết trơn á, sống sao cho vừa lòng mày. Đủ má con người chứ không phải cục đá đâu mà không biết buồn. Ví dụ giờ góp ý nhỏ nhẹ đi thì tao cũng nghe đi. Đủ má còn nói sau lưng á, nói tao là xì xào xí xáo. Cái thiệt á, ai cũng hoàn hảo chắc tao đi làm hoa hậu hồi đời kiếp nào rồi. Đủ má cái nết hay chê chứ nhìn lại bản thân của mình đi, mày làm như mày là tiên nữ giáng trần vậy đó. Đi hát ám mày có chứ tiên nữ giáng trần quần què gì. Đủ má tao nói mày nghe, bớt cái thói là sân si người khác nha. Nói thiệt á, có chọc tao cũng không hết đó, chọc cũng chọc trúng cái lòng tự trọng của tao nè. Tao cũng biết tổn thương chứ bộ. Chọc tao vậy nhìn vậy tao không nói ra chứ thật lòng tao ghim dữ lắm, tao ghim đó nha. Đừng xem mai đó là cả thế giới, biết đâu ngày mai một mình chơi vơi. Giờ bao sóng số cuộc đời, liệu anh sẽ nhớ đến ta? Đừng để yêu thương tìm về quá khứ, toàn những vết sức em chưa kịp lãng quên. Phút giây ông vui chẳng thấy. Mình đã yêu nhau thật lâu, mà tại vì sao anh cứ yên không trả lời? Tại vì anh có lý do của riêng anh. Số anh nghèo không thể đo được cho em luôn ấm.
nói ra em buồn hơn. Hãy hiểu cho anh cũng yêu, anh cũng buồn. Wow, Sinatra. Gọi em là cô gái thợ săn, bởi vì em thích bắt con cọp. Mắt thầy đưa tình nhìn anh, mà cái tay mò bóp con cọp.